Chào cô bác nhá. Xem nào. Mấy giờ rồi này? 10 giờ 10 giờ đêm. Ngày à. Hôm nay là ngày mùng rằm, ngày 15, ngày phiên chợ đấy các bác. Thì mấy hôm gần đây thì chợ búa nó cũng tẻ nhạt. Nhưng mà cái lại có song song thì có những cái cuộc bày cây ở Phúc Thọ, rồi trước đấy là Thanh Hóa, sau rồi về Phúc Thọ. Phúc Thọ có khá là quy mô, nhưng mà Thanh Hóa là quy mô nhất so với Phúc Thọ. Và ở Hà Nội thì có câu lạc bộ mini bày, có cả phố cổ cái bày Kim Thư Thanh Hoa ấy. Và có một chỗ bây giờ là gần đây nhất là đang bày là đến thứ sáu này kết thúc là chỗ nhà anh Hậu bên Triều Khúc. Thì đợt trước tôi có một cái video quay ở đấy nhưng mà nó sơ sơ thôi, nên thăm một tí quay chớp nhoáng thôi. Đấy, nên một số anh em mà muốn hỏi thì qua chỗ ngõ 66A Triều Khúc, số nhà 44 thì phải, số nhà 44. Cứ vào ngõ 66 thì chắc biết thôi, vào vườn Anh Hậu đấy. Đấy, thì các bác vào giao lưu, và vào đấy thì những cái cây nó, các bác đừng hỏi em giá làm gì, cứ vào đấy chơi thôi. Hợp thì lấy thôi, nhưng mà nó toàn tiền trăm cả, rất nhiều anh tài bày cây đấy. Những cây đẹp và cũng của những người chơi và nhiều tiền. Đấy, thì các bác quen mà xem video chợ thì thông cảm, không gọi mà cứ qua trực tiếp xem thôi. Kể cả mấy cây ở Anh Hậu trước đấy cũng thế, các bác cứ hỏi giá nó rất là khó. Thì đấy, tôi không nhớ cái địa chỉ, thì bây giờ thông tin như các bác biết. Đấy, quay trở lại cây, tôi thì cứ ra chợ búa cho nó vui xem nào. Thứ nhất mình gần chợ, thứ hai là nó là cây văn hóa, chợ búa dân dã, chứ không nhất thiết về ngoài có cây đẹp. Đã, thì phiên hôm nay tôi không đi vì là bận đi làm. Bây giờ lấy cái cây của mình, một số cây nó đến lúc nó cắt tỉa thì mang vào làm tí cho vui. Có cái video đăng cho bác xem cho vui. Nhắm cái cây sung này. Tối nay sẽ làm cái sung này, rồi ngày mai sẽ làm cái sộp kia. Cái sộp này sẽ có một cái video phân biệt sộp và túc các bác nhé, để làm rõ hơn. Đấy, và nhặt một số cái cây khác ở đây, ở trên mái kia nữa. Nhưng bây giờ làm cái sung cho nó sạch sẽ gọn gàng để các bác xem bác nhé. Bây giờ bê vào, chứ ngoài này tối phải bê vào trong nhà. Đấy, tôi bê nó vào đây rồi các bác. Đấy, cây này thì cũng vừa rồi nhặt được cái rêu đắp nó đấy, nhưng mà nó cũng khô, mà chưa có kiếm được cái khay nào để cái đĩa nước để vừa nó, để cho nó hút lên cho nó ẩm. Thì thôi cứ phải tưới liên tục thôi, giữ ẩm cho cái rêu nó bám mà. Đấy, thì nó là một cái sung mà tôi thấy nó khá là hay. Tất nhiên về cái sung thì tiêu chí, ngoài tiêu chí bonsai ra thì nó phải có quả, nó có giá trị quá. Nhưng mà cây này chắc chắn nó sẽ có quả. Vâng, bây giờ nó chưa có quả là thứ nhất là mình không nuôi những cái vòi quả, làm sao nó có quả được. Và cái thứ hai là dăm mình tỉa liên tục, mình còn đang non, bây giờ nó bắt đầu ổn định rồi, có thể tiến tới là bằng cái kỹ thuật khác nhau thì ép quả. Bây giờ tôi mới giã cho nó mấy búa vào thân cho nó đau cho nó tức đi. Đấy, thì đấy là một số cái biện pháp, hoặc là thả nước, nhiều nước. Đấy, quan trọng là phải dăm này phải ra và có vòi quả thì mới ra được, chứ trơn thín cái kia thì lấy đâu cái chỗ mà ra quả. Đấy, thì tôi đang nuôi những cái điểm như này. Đấy, và nó ra những cái mắt nó sun sun như kia là có dấu hiệu, là có dấu hiệu triệu chứng là có quả đấy các bác, triệu chứng đấy, có triệu chứng. Nó là một cây sung rất là hay các bạn. Nếu như nó có quả nữa thì nó rất là giá trị. Đấy, một cây khá là lùn vào thiên nhiên. Thì bây giờ tôi chỉnh lại cái bông cho nó một chút. Xong rồi nó chắc phải ít nhất phải hai lần ổn định dăm nữa thì nó mới nuôi được già, mới nuôi ổn định để lấy quả. Thì bây giờ một số điểm nó còn hơi lôm nhôm, chưa đều sóng răm, mặc dù răm là đủ đạt đủ đổ già và ổn định đấy, nhưng mà nó chưa được đều nhau.
giữa cái điểm ở dưới và trên nó vẫn chưa được cân, thì bây giờ mình phải thu, mặc dù những cái điểm nó được rồi vẫn phải thu lại để cho nó theo kịp những cái điểm còn lại. Khi nào nó ổn định rồi thì mình nuôi sau. Đấy, và cố gắng để lại những cái vòi, những cái mắt mầm này để lấy quả từ thân ra, và cố gắng làm thông thoáng mà ánh sáng từ lùa vào được những cái răm nhỏ nhất bên trong để không bị chết răm, và cái thứ hai là có cơ hội có quả ở những chỗ đấy. Vâng nhé. Đấy, thì anh em có dịp thì qua chỗ hội quán bonsai cho anh Hậu bên Triều Khúc Hà Nội, Thanh Xuân, đường phố Triều Khúc, đang có bảy cây rất là nghệ thuật và giá trị bên đấy. Thì các bác xem thì nhiều bác thì chơi sâu thì không nói, nhưng mà video xin phép lải nhải nhiều tí, tức là nhiều bác thì thực tế là nhìn thấy cái phong cách là thích ấy. Bonsai bây giờ thích cũng thế, cái làng lùn rồi là u cục rồi là thiên nhiên là mini là thích, nhưng mà thực tế giá trị của những cái con đơn thuần là xanh si đi, những con ấy nó thậm chí có những con lên tiền tỷ đấy, thì nó thực sự nó chưa quen với đa số người chơi, mặc dù nhìn thấy đẹp thích, nhưng mà chỉ một số bộ phận thì am hiểu và hỏi giá và thậm chí là hỏi giá và được tiết lộ giá đấy. Thì còn anh em bình thường thì nhiều khi rất nhiều anh em hỏi là có cái chỗ nào bán bonsai làng lùn hay là trực bonsai mini thì giới thiệu thôi, nhưng mà thực tế là chắc là do em quay ở chợ nhiều quá các bác. Thực tế bây giờ kể cả ở chợ những cái cây mà như thế nó cũng tiền vài chục rồi. Đấy. Còn những cây rác thì không nói các bác nhé, cũng mang tiếng là rác trực mà rác thì không nói. Đấy, thì là một cái nó rất là khó nói chuyện những cái cây như thế, để cho các bác biết là nó rất khó mua. Và cái thứ hai là nó đẹp thì nó rất là giá trị rất cao. Thậm chí em muốn lùng sục em mua nhưng mà không thể có lực để mua. Đấy, đó nhé. Thôi bây giờ cắt. Có vẻ thì hơi tối đấy con nhỉ. Ra nước sun sun đây này, cảm giác nó dài. Mình thu ngắn lại. Bên này cố gắng lấy cái điểm này để cố gắng không cắt cụt mà giữ lại này. Dấu hiệu của có thể ra quả được là đây này. Tất nhiên mình để cả cái cành nó lôm nhôm mà nó dài như này thì có quả nó cũng không có cái giá trị thẩm mỹ.
nuôi một số cái mắt đây đây để lấy quả. Ở đây tạo cảm giác sung túc, cái cây sung nó có quả gốc, nó sung túc các bạn. Chứ trên ngọn thì không quan trọng lắm, có một vài cái quả đây là vui rồi. Như này là có triển vọng, sẽ có quả các bạn. Hôm vừa rồi kỷ niệm nó vài nhát búa vào đây, đập cho nó kiểu nó làm nó tức, nó phun nhựa này. Đấy. Nó tức nó phải ra quả. Nhiều bác nếu mà xem mà theo truyền thống có thể sẽ khuyên là cắt bỏ cái tay này đi để cho thoát cái đoạn thân này ra, nhưng mà em không thích, cứ thích nó tự nhiên thế. Đấy, cây của mình cứ thích nó tự nhiên, suy nghĩ cái chỗ ấy muốn cắt nhiều nhưng mà thực tế là mình đang vì cái gì, phong cách gì, phong cách của mình là gì thì cố gắng theo đuổi các bạn, kiên định. Định vặt lá mà thôi, đến cái này cũng vừa mới thay lá một lượt rồi, không cần thiết phải vặt hết, nó cũng đang thoáng ở trong ra ngoài rồi. Đấy, mình bấm để cho nó cùng trang lứa, thu nó về cùng trang lứa để cho nó đều cái răng. Đấy, như vậy thôi các bác. Rất là béo các bác cũng nhìn thấy không? Mình quay lại từng thế thôi. Em sẽ lấy mặt này là mặt chơi chính. Mặt này nó tạo cái cảm giác nó đầy đặn mà nó tay cành nó hợp lý và nó thiên nhiên. Ba bông này cây này nó chỉ độ hơn 30 phân chút thôi các bác. Đây, nhưng mà cái bệ nó này, cái bệ nó rất tự nhiên, và rất vững chãi. Đấy là cái mặt này nhá, cái mặt này các bác nhìn, bác tưởng tượng tay cành nó cứ chụp chịch như đùi gà đùi ếch. Trước đây nó nhỏ nhỏ, bây giờ nó đã phồng thế này, chụp chịt như đuôi gà đuôi ếch. Sau sẽ đục nhẹ một chút vào đấy, bỏ đi một chút cho thoát hẳn cái tay này ra. Nhưng cái đấy thì nó nhanh thôi, đục lúc nào chẳng được. Đấy, thì chỉnh bông tán một chút, nuôi những cái điểm này thật già này, chứ cái non xanh xanh thì chưa thể có quả được, phải già đen đấy cả cái dăm này ra thì mới có quả thì mới ra được. Đây, chị này tỉa lá rồi thì thu lại cho nó chùm lại, sau có những cái chùm quả đây, ở đây và ở đây, thế thôi. Trên này không cần có, chỉ một vài chỗ còn có quả thôi. Nếu mà có thì buông xuống một vài quả, hoặc là một vài quả thôi, không cần nhiều. Đấy, để chứng minh là nó có thể có quả. Sung tẻ, dòng sung tẻ thì nó lười. Đây, về toàn vệt nhát búa này các bác này, búa vừa đập vừa tạo nó sụn mà vừa tạo cái kích thích nhá. Này, bên này nuôi cái điểm này để lấy quả. Tất nhiên nó non không thì cần còn khướt nó mới ra được. Kể cả cái đến tuổi nó ra quả nhưng mà nó còn non cái điểm này nữa thì làm sao nó tòi quả ra được. Đấy. Đấy. Mặt này ấy, nếu mà chơi cái này ấy, thì cái chỗ này nó hơi khó chịu thì mình phải trồng nghiêng lên một chút. Nếu như này thì hợp lý hơn này. Thì cái chỗ này hơi bị chắn cái mặt trước, cho nên là em không muốn chơi cái mặt này là mặt trước. Mà chơi cái mặt này, mặc dù cái đoạn thân của này khá là đẹp. Mà chơi cái mặt này. Đấy, hai cây nó nếu mà quay hai mặt nó gần như nó khác nhau ấy. Gần như là cảm giác như hai cây ấy. Đấy, các bạn. Đấy, các bạn, thân bệ này. Nó rất là hài hòa. Đùi gà đùi ếch, tay cành nó ngắn rụt này. Đấy. Răm nó càng ngày càng dày lên rồi. Nó rất là nhanh hơn xanh xi nhiều. Đấy, chỉ sơ bộ rồi. Bác xem. Nhưng mà đi chơi tốt rồi quá. Thiếu quả thôi. Nếu có quả tôi cho đi chơi em. Đấy. Chưa thể có quả được. Bây giờ bắt đầu quá trình lấy quả đấy.
thì tôi chắc chắn là sẽ có quả và sẽ khoe các bác. Đấy, thế bây giờ cảm ơn các bác nhé. Thì đăng video để cho khoe các bác. Rồi, cảm ơn các bác theo dõi nhé.